còn thêm 2 phút nữa là bắn pháo rồi, là nổ pháo. Bây giờ là 8:58, 20:58, chuẩn bị bắn pháo, bắn pháo bồng Tết năm 2018 chưa? Tâm đến chậu thôi, chuẩn bị bước xe tâm. Đó, bắn rồi, nói rồi, đã nói rồi, không? Bắn lên đi. Đây là bắn pháo bông thành phố Châu Đốc 2018. Hôm nay là 30 Tết. Năm Đinh Dậu. Đinh Dậu, năm Đinh Dậu 2018. Bắn pháo bông tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
đẹp. Bánh khoai bông tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, 15 tháng 2 dương lịch 2018, 30 Tết. Thank you.
Còn thêm chút xíu nữa à? Còn. Còn. Mười lăm phút rồi đó hả?